Tiếp tục với những câu hỏi đã được gửi về, khán giả Nguyễn Văn Thương đến từ Roman, Đam Rông, Lâm Đồng qua số điện thoại 0384, 3 số cuối 019. Khán giả có hỏi chuyên gia về một con trâu được nuôi được 3 năm. Trâu có hiện tượng là đánh nhau bị rách phần da gần mang tai và bị ruồi đậu bậu vào. Tôi đã lấy thuốc trừ sâu bôi vào nhưng thấy trâu nằm sùi bọt mép từ sáng đến nay. Hiện tại thì tôi đã cho trâu uống nước đậu xanh và các loại lá nhưng không hiệu quả. Xin được hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục cho trâu như thế nào. Xin mời chuyên gia. Vâng, cái sai của anh Thương ở đây thì lại dùng thuốc trừ sâu để bôi vào vết thương. Rõ ràng tức là mình bôi một cái thuốc độc cho trâu thì hiện tượng này nó gây nên hiện tượng nhiễm độc. Nhiễm độc bởi vì thuốc trừ sâu thì nó có rất nhiều những cái loại thuốc mà rất là nguy hiểm đến cái sức khỏe của cái động vật máu nóng. Cho nên rằng là khi mà sử dụng cái thuốc trừ sâu là rất là nguy hiểm. Cho nên rằng là ở trường hợp này thì con trâu nó đánh nhau, đáng lẽ ra thì gia đình phải dùng nước muối 2% hoặc là nước oxy già hoặc là thuốc tím 0,1%, tức là 1/1000 đấy. Mình pha loãng ra, sau đó mình rửa. Rửa sau rồi là mình sẽ đưa cái cồn iốt vào mình bôi, và cuối cùng là sẽ bôi cái mỡ để nó chống nhiễm trùng và ruồi nó sẽ không bâu. Chứ còn nếu mà anh đưa thuốc trừ sâu vào anh bôi thì cũng không giải quyết được vấn đề sát trùng của vết thương mà lại làm cho trâu nó bị nhiễm độc. Thế bây giờ trâu bị nhiễm độc rồi thì cách xử lý là phải tiến hành, nếu như nặng là phải tiến hành tiêm truyền cái gluconat canxi. Thứ hai nữa tức là phải tiêm cho nó các cái thuốc trợ sức trợ lực như là vitamin C, B1 và đặc biệt là cái thuốc trợ tim như là caffeine. Đấy thì mới ổn đi, chứ bây giờ anh cho uống nước đậu đe xanh với lại các lá thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cho nên rằng là những cái thuốc giải độc là phải rất chú ý là tiêm truyền cái đường gluco đẳng trương hoặc là nước sinh lý, rồi là vitamin C, rồi là vitamin B1 và đặc biệt là phải lưu ý đến cái việc tiêm cho nó cái mũi trợ tim. Đấy thì là nếu gia đình không biết thì mời cán bộ thú y thôn bản đến, người ta xử lý cho thì mới đạt yêu cầu.